chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô chợ Cao Đạt ăn bánh khọt nha. À đây bánh khọt của chị. Chị gì ta, chị đây không biết tên ta. Thôi để em đứng đây em lấy luôn, để phiền mất công chị. Vô bàn rồi. Ăn đây vô bàn rồi. Kệ cho bà nó đi đi. Anh vô ngồi đi chứ đứng đây ngồi quá quýu quá bà làm không được. Nói bình tĩnh, đâu cần quýu. Ăn bà mà không biết chị tên gì. Chị Thu. Thu bánh khọt. Đúng luôn. Đây có bánh xèo nè. Bánh xèo có khọt đó em. À, này chín chưa, chín chưa, chín chưa. Chưa chưa. Cũng cùng một loại bột mà đúng không? Cũng chung một loại bột mà. Bên bánh xèo có giá, có thịt, còn bánh khọt thì là tôm không. À. Đây đặc biệt cái con tôm rất là lớn. Một hộp là mấy cái ta? 8 em. 8 cái. Kia thì cô người ta làm một mâm 10 cái rồi, không hợp 10 cái luôn đi. 10 cái. Bên kia thì cô bán bún với hủ tiếu Nam Vang. 10 cái là 4 đó. Nói chung vừa thôi, nhiều ăn cũng không hết, ngán. Bây giờ thì trưa rồi nên chợ cũng tàn. Đây cô bán đồ nhựa. À, đây là hẻm 55. Hẻm 55 có cái trường trường mầm non. À chúng ta tới trường mầm non tí nha. À, trường mầm non này có lâu lắm rồi nè. Nghe cô chú anh chị nói thì này có gần 50 năm. Ở trên đây có cái đường thông qua đó. Ngõ. Ở đây là gì? À, trường này đi qua bên đây không ạ? À? À, ở này thông qua nhà người ta luôn hả? Thông qua nhà ông kia người ta rào rồi. À đây là như cái sân của trường luôn ha. À lạ. Trường này có cỡ 50 năm rồi không ạ? Cỡ 50 năm trường này. À, trước giải phóng luôn. Ở đây là 50 rồi. À. À hình như bữa vô trường này rồi mà thấy cái sân này không để ý chỗ này là trống ở dưới đây. Dạ. À đây nhà người ta xây lại hết rồi. Ở này nó chung cái cột. Chung cái cột với nhà người ta luôn hết á. À. Ở bà bán gì? Này bà bán gì? Bán à, bán xì nách nữa à. À bạn. À. Bà bán này buổi sáng hay không à? Có buổi sáng không, bán 8 giờ rồi vô rồi. À. Không bán gì đâu. À. Đang gần nhà nè. Rồi, cảm ơn bà. Ta có tóc nè. À, trong khi chờ đợi làm bánh khọt. Mình đi tá. Đủ chưa? Xong chưa? Xong chưa? Gần xong rồi. Mấy phần rồi? 1, 2, 3. 6, 7, 8 phần. Buôn ăn gì? Em không ăn nha. Em ăn gì? Yếu gần. Yếu gần hả? 3 phần. 3 phần nữa. 3 phần là 24 cái đúng không? Đúng rồi. Hay thiệt trời. Hay quá. 35 đi, có 3 cái mông người. Ủa là 25.000 hộp hả gì? 30. Ủa giá đây 25 là ở bánh khọt là bánh xèo. À. 25 bánh xèo là 25.000 cái. Đúng. Nhìn màu hấp dẫn quá. Qua mua cơm hả? Dạ thì ra ngoài mua cơm đi. Đó, thẳng thẳng đi qua. Cơm hướng này hả? Có đó. Thẳng qua cái gì? Cơm bà Sáu hả? Sáu á, đúng luôn. Bà Sáu thì ăn rồi. Hết chợ đang quay nè. Đang đợi chị làm. Đưa cái mặt vô. Trời chợ Cao Đạt này thấy giáp mặt hết rồi. Thổi né. Em đợi chị tái nữa là chị ra qua đây mua rau
Có điện. Không bán vậy nó mới vui. Biết rồi. Nhà chị Thu mà thứ hai. Thì quen. Mà bánh khọt đổ sẵn ăn không ngon. Mà phải đợi chờ vậy nó mới ngon. Mày bán cho Go Việt nữa hả? Đó, Go Việt nãy giờ vô đó. À, người ta đặt hàng qua mạng. Chị nổi tiếng quá trời quá đó. Ừ. Bây giờ mấy người vô mới đổ tiệc đó. Tại vì chị làm chất lượng mà. Nay ai không muốn chờ đợi thì liên hệ chị Thu trước ha, 07 864 8 6 4 6 4 7. Ừ. 8 8 6 8. Không, đọc lại. Chị Thu Lê 07 864 7 8 8 6 8. 647 8 8 6 8 em. À, đó. Số 8 không ha. 68 luôn mấy chị. Thần tài phát lộc. Chị phải số 8. Ừ. Để riêng. À. Mỗi đứa một phòng. Để tôi nói khỏi đánh lộc nha. Quân đợi lâu quá vô ăn phở luôn rồi. Đâu em nó đâu có ăn đâu. À, nó mua giùm. Ừ, mua giùm mà. Để vô chỗ ăn đi rồi ra lấy luôn. Nãy định mua giùm em nhưng mà em đi ra. Em đi ra nó đi ăn cơm. Để trên ghế nha thua em. Chị Thu bán đây lâu lắm hả? À, lâu rồi. Mấy chục năm rồi. Chợ Cầu Đạt này có từ lâu lắm rồi, trước giải phóng đó giờ. Tại qua nghe cô kia nói cái trường học này hơn 50 năm rồi. Hồi xưa cũng là dạy mầm non vậy luôn á chị. Mầm non luôn, là không mà dạy như là ông cha để kia đó em. À, của nhà dòng. À, đây có giáo xứ Mai Khôi á ha. Cái bánh xèo làm lâu hơn bánh khọt ha. Bánh khọt là lẹ. Ba cái xèo đem về, một cái khọt đem về. Chưa đâu, xèo phải đổ cho chị Thu nè, bả điện kìa. Làm kiểu này thì nó khác mấy kiểu khác, là tráng mỏng và cái chảo lớn. Không, cái chảo đó là cái chảo mỏng em, còn này là chị đổ cái chảo mỏng. Cái bột, cái bánh nó mới giòn ngon. À. Nó giòn mà nó hơi dày hơn cái kia mỏng lắm. Cái kia em đụng vô cái là nó bể liền. À. Nhưng mà là mỗi mỗi chỗ mỗi kiểu. Mỗi chỗ mỗi kiểu. Đổ lên rồi ta chia ra. Của em mấy hộp rồi? Bây giờ ra cái phần này là thêm một dây sau nữa là ba hộp của em á. À. Thì bởi cái nhà này thành khách sạn lên rồi. Đúng rồi, nó trong cái văn phòng nó cưng. Hả? 8 tầng. À, 8 tầng. Wow. 8 tầng. Rồi, cái này chắc có tầng hầm á. Có tầng hầm mấy 8 tầng được chứ. Tầng hầm đó, 6 mét. À, 6 mét. Này bề ngang cả 4 mét ha. 4 mét, 8 mét. Nãy giờ bữa là ở đây thành cái căng tin cho khách sạn. Chị mới ghê. Hả? Ở đây là có văn phòng nè, mấy người buôn bán đồ ăn cũng đỡ. Đông đông đúc lên chút. Nghe bà nói rồi đó, mình không biết là bà có cho mướn vậy hay không. À. Nó nắng mà trời không nổi luôn, thở luôn. Trời, thì là nắng là đúng là vui. Mà chạy dưới mình mua 10 ngàn mở, em mấy
Xong rồi chờ đợi lại ủng hộ bịch xin nắp. Bà ơi, mấy con mấy bịch xin nắp đi bà. Ờ, bán gì con mua là nhiêu, bán về là nhiêu một bịch vậy? Là nhiêu bịch vậy? 3.000 bịch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đó lấy con 10 bịch đi. Vô công ty ngồi nhâm nhi. Gì bán ở đây từ nhỏ tới giờ luôn ha. Gì là gì kêu gì là gì gì? Gì năm hả? Gì bảy? Hả? Kêu ăn gì được, 2, 3, 4 gì cũng được. À, 2, 3, 4 cũng được. $30,000 hả bà? Đây để con trả tiền bánh khọt đi rồi có tiền lẻ luôn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn con. Gửi bà. Rồi, cảm ơn bà luôn. Tặng cái gì? Tặng gì bịch xin nách ăn chơi. Ủng hộ bà. Lẹ mà phải đứng đây mới không đứng đợi lâu chứ. À chứ còn chơi phải không? Hồi giao qua luôn hả? Định giao qua luôn hay gì vậy? Định giao qua luôn. Trời ơi. Đứng đợi mà thấy nắng này. Xếp bánh khọt toàn thế giới. Đặt đi chiều quay lại ăn. Giang chiều. Ăn nó giận hả? Ê, đổ kìa. Đổ nước kìa chị. Hai hộp phải không? Đó, còn đây đủ rồi, hai lò nè. Dạ, trả tiền luôn. Vậy là quá rồi. Hai lò rồi. Dạ, bốn tay cũng đủ. Giờ bốn tay mình muốn làm cũng đủ. Bốn tay cho ông con cho đổ cái xèo đấy. Biết rồi. Cái kia nổi dùm chai. Đổ cái xèo rồi xong thì có cái xào thịt rồi. Đổ gì vậy anh ba? Bốn muốn ăn nổi hơn. Đưa tiền cho trợ lý hả? Đưa tiền cho trợ lý hả? Đưa tiền cho chồng đi. Đây con một hộp về con ăn. Rồi. 5 ngàn bún nè. 3 hộp. 3 hộp rồi có tiền nha. Rồi chị nghe. Đi làm 3 hộp em qua đây em giao đồ cho. Em đi từ từ đi rồi quay lại nha. Rồi đi đi đi. Đó có không? Đi đi lên đi đi. Chúng em ăn hết về nó bụng lắm hả? Rồi em đi giao đi rồi quay lại. Còn sáng nữa không? Rồi sáng nữa không? Ê cưng sách về hồi sách giùm anh nha. Hả?
Rồi, sách về anh đợi bánh khọt của Nhung lâu quá. Mua ủng hộ cụ. Mua ủng hộ cụ. Em ăn gì ạ? Ăn chưa? Dạ, đang đặt hàng bánh khọt rồi. Hôm nay không để ý này, nay có món bún bò. Lần sau cái món này không lãnh mua giùm luôn. Ủa, không lãnh đi, năn nỉ á. Lãnh à? Ồ. Ác. 12 giờ rưỡi luôn rồi. Đó rồi, về. Này là mai mà ăn trước phải gọi trước mới được. Kiểu này là không được. Phải bút trước mới được. Đặt trước bữa hay sao? Đặt trước hai bữa. Thấy ghê quá. Sợ vậy. Nhưng phải còn nóng mới được nha. Đó là ông giàu khó không? Giàu vậy mới khó quá trời. Cảm ơn nhiều. Dạ, đi chị. Rồi chúng ta đi về thưởng thức nha. Ủa đây bán món gì chị? Hả? Đây chị bán món gì mà xào xào nữa hả? Chị bán đồ chai, mai chị mới bán. À mai mới bán đồ chai. Mai là rằm đó cưng. À rồi mai ra. Mai ra nghe không? Dạ rồi cảm ơn chị. Ủa chị bán chỗ nào ta? Chỗ cô ấy hả? Chỗ chị bé bán bún phai đó. À chị bé bán phai hả? Ngày mai là chị bán chai là bà chỉ mặn á. À chị thấy chỗ chữa chỗ... Rồi. Chị bán hai rằm với mình một. À rồi rồi mai ra. À, trong xóm họ bán đồ bây giờ mới xong. À Quân đang ngồi trong khi chờ đợi nó ăn cơm. Đây là hẻm nãy mình đứng là hẻm 55. Cái thẳng ở đây là hẻm 34. Không phải, tại khách đông quá. Rồi chúng ta ra đường Cao Đạt rồi, tới nhà rồi. Rồi chúng ta về tới nhà rồi. Thì bây giờ mình khui ra nha. Thành phần gồm có bánh khọt, nước mắm và nước cốt. Bà con mình cùng thưởng thức nha. À, bên kia thì anh Lộc đang một hộp. Hôm nay ba hộp và đứng đợi có nửa tiếng. Tại vì cái này làm mất thời gian, món này công phu. À, mình đổ nước cốt vô. À, ít thôi. Giống như mayonnaise. Món này đặc biệt là trước khi ăn mà phải rửa tay nha. Vỗ rau. Cái này làm tôm bự quá hả? Có cô này chị Thu này, chị làm tôm bự, tôm chất lượng. Này đổ nước cốt nè, hấp dẫn chưa? Nó ngon. Không muốn công đợi 15 phút, cần nửa tiếng chứ.
đi hồi 12 giờ, gần 12 giờ. Tại vì ra mua rồi người ta mới đổ thôi. Ừ. Ta đổ ăn liền. Nó mới nóng mới ngon, giòn. Cái món này ăn rau là ngon nhất. Ngon món này chứ ăn với rau cho ăn gì nữa mà. Cái bao lâu quá, bánh tráng cuốn đâu hả? Không. Bánh xèo mới có bánh tráng hả? Ừ. Ở miền Tây mình đâu có ăn bánh tráng đâu, ở miền Trung không có bánh tráng. Quánh. Tôm như vậy là lớn rồi nè. Chấm nước cốt, ôi chấm nước nước mắm. Chút xíu đồ chua. Ngon ơi là ngon. Chọc thèm thương hạ. Được sao biết là không có đợi lâu gì nữa. Gọi thôi. Gọi trước. Gọi trước 15 phút rồi. Để làm ra mình ra mình lấy là xong. À, hôm nay mấy lần chưa có review chị Thu. Hôm nay review Thu. Nguyên chợ Cao Đẳng có chùm chị đó bán à. Mấy chục năm ở chợ Cao Đạt. Giờ biết cái trường học mầm non đó là hồi trước giải phóng tới giờ luôn á. Trường mầm non anh mẹ sẽ ghé xe máy đó. Mấy lần ghé chỉnh máy tính giùm. Thì ở trong đó cái diện tích hố lớn nên không có phát như là không phát huy được hết khả năng. Với đạt chuẩn này chuẩn kia thì trường diện tích phải lớn. Rau ngon. Đặt cái này là phải tốn tiền trực tiếp đúng không? Ừ. Mình gọi trực tiếp tới quán đó, thì nó sẽ không có tiền. Ừ. Mua gì mày đặt? Rồi, tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại với quý chị, các bạn những video tiếp theo. Chúc mọi người luôn vui vẻ nha. An ủng hộ chị Thu thì để thông tin bên dưới nha. Gọi trước, trước khi tới thì sẽ khỏi phải chờ đợi.